Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc hỗ trợ nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có đầy đủ giấy tờ theo quy định của chính phủ đối với dự án đường vành đai phía Tây và dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua địa bàn quận Cái Răng. Theo đó, sẽ hỗ trợ 30-50% giá trị bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình phục vụ sinh hoạt, công trình nhà ở và công trình không phải là nhà ở như chuồng trại, chòi giữ giường, trại ghe, tường rào, xây dựng sau ngày 1 tháng 7, 2014 nhưng trước khi có thông báo thu hồi đất, xây dựng do có nhu cầu thật sự sử dụng để ở, sinh hoạt, chăn nuôi, không đối phó quy hoạch, không có văn bản xử phạt, ngăn chặn của cấp có thẩm quyền khi xây dựng nhưng tồn tại đến thời điểm có thông báo thu hồi đất, đơn giá để tính hỗ trợ theo quy định.